anh anh có chữ anh uy đi á. Thôi uy chúng con nhiều quá con rồi. Kiếm được đâu chú ạ? Dạ dạ. À, nếu mà chú hai quen mua ở cái chỗ nào giá bao nhiêu thì tôi nói gửi tiền qua cũng được để bên kia thôi. Dạ, vâng, nếu mà chẳng hạn nhưng mà chú mà lấy cái số lượng nhiều hay lấy bên đó giá bao nhiêu thì chú báo tôi gửi tiền qua cho chú. Dạ 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 thế hôm nào chú lên đi. Dạ dạ vâng chào chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.